Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem chi tiết máy trợ thính HA20DX ha. Đây là dòng máy trợ thính có dây của hãng Rionet và máy này được sản xuất tại Nhật luôn nha. Giá niêm yết của hãng là 1.280.000, bảo hành 1 năm. Nếu mà chúng ta mua hàng chính hãng thì máy khá là bền, có thể 5 đến 10 năm luôn. Trên thị trường thì có những cái dòng máy cũng cái mẫu này nhưng mà đời cũ, có thể là sản xuất ở Đài Loan hoặc là những hàng sách tay, nên là cô chú anh chị mình chú ý nha. Đây là dòng máy sản xuất Made in Japan luôn, và bên cạnh đó còn có hàng giả hàng nhái. Thì Hoàng Sơn sẽ mở ra bên trong để hướng dẫn cô chú mình cách kiểm tra máy thiệt máy giả nha. Rồi bên trong thì mình sẽ có một cái phiếu bảo hành của hãng nè, phiếu bảo hành của hãng Rionet. Rồi hướng dẫn bằng tiếng Anh, hướng dẫn bằng tiếng Việt ha. Mình đi theo máy thì mình sẽ có một cái thân máy như thế này, một cái dây và một cái lo ha. Bên cạnh đó mình có một cục pin và một phụ kiện thay thế. Rồi mình sẽ khui máy ha. Đối với những cái máy giả thì mình khi mở nắp pin ra, cô chú ha, mình mở nắp pin ra thì sẽ không có cái số seri này. Bên trong mở nắp pin ra mình sẽ thấy số seri có hình cộng trừ của viên pin nha, và cái số seri này sẽ đi theo máy, mỗi máy có một số thôi. Rồi đây là một cái kẹp, mình có thể kẹp vào túi áo, túi quần để mình chuyền cọng dây lên lỗ tai. Bên trái của máy thì mình sẽ có một cái lỗ lớn và lỗ nhỏ, khi mình cắm vào cái kim lớn và kim nhỏ ha, mình phải cắm đúng mới vào đó. Nếu mà mình cắm ngược thì nó sẽ không vào được, nếu mình cố tình đẩy nó sẽ rất là dễ gãy mạch bên trong ha. Rồi ở bên trên máy thì mình sẽ có nút Y, Y là mở nè, O là tắt nè. Chỗ này là micro ha, micro. Còn đây là chỉnh volume lớn nhỏ. Thường thì khi mới mua về mình nên để ở vị trí số 3, mình xem người nhà mình nghe tốt hay không. Nếu mà nhỏ quá thì mình sẽ tăng số 4, còn lớn quá mình sẽ giảm lại. Tại vì cái máy trợ thính này á, nó phù hợp cho người lớn tuổi, nó to, dễ cầm nắm, âm thanh rõ, dễ nghe, và đối với những người mà bị nản tai nặng. Chứ không phải là mình chỉnh lớn là tốt ha. Chỉnh lớn thì mọi âm thanh đều lớn lên, nó sẽ làm cho mình khó chịu. Mình chỉnh vừa đủ nghe. Rồi ở phía bên dưới thì mình sẽ có một cái mũi tên mình có thể bật ra. Mình có thể chỉnh tông, trầm hoặc bổng ha. Thường thì Hoàng Sơn thấy bà con mình hay xài ở vị trí số giữa là H1, hoặc là chữ N, hoặc mình có thể thử qua H2, mình coi âm thanh nào dễ nghe. Mình có thể để sang chữ N nha. Mình chỉnh một lần thôi, mình không cần chỉnh nữa, và mình đẩy lại. Còn chỗ này lớn nhỏ thì tùy theo, ví dụ như ở nhà mình có thể chỉnh nhỏ lại, hoặc ra đường ồn quá mình có thể điều chỉnh phù hợp nha. Rồi dòng máy trợ thính này là dòng máy rẻ tiền nhất trong các loại máy trợ thính của Nhật ha. Nếu mà như bà con mình mà quan tâm về âm thanh nghe tốt, nghe rõ và máy bền, dễ sử dụng thì nên chọn dòng này. Còn nếu mà cô chú anh chị mình cần dòng thời trang hơn, mình có thể chọn cái dòng máy trợ thính không dây. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 Giây, Hoàng Sơn có hướng dẫn rất là chi tiết ha. Rồi nếu mà mình để xài bền thì cô chú mình, nếu mà xài pin tốt mình có thể để trong đây luôn cả năm không bị trễ pin. Nhưng mà nếu mà mình xài tầm khoảng một tháng là hết viên pin á, nếu mà mình ít xài thì mình xài pin thường á, mình nên lấy ra. Nhiều khi chảy pin hư máy rất là tiếc, tại máy này nó rất là bền nha. Rồi ví dụ khi mà mình mở máy lên nè, rồi cái lo và cái mic để gần nhau, nó hú như vậy là thu phát tốt ha. Nhưng mà khi mà mình nhét vào lỗ tai kính, mình nhét cái lỗ tai, nhét cục nhựa dẻo vào lỗ tai kính thì nó sẽ không còn hú nữa, cô chú thấy không? Rồi để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể liên lạc trực tiếp với Sức Khỏe 60 Giây hoặc là Hoàng Sơn ha, theo số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Bên cạnh đó thì có thể khi cô chú kiểm tra, một điều mình cần lưu ý nữa là mặc dù là máy trợ thính, bên trong là cái số seri của máy là hàng chính hãng, nhưng mà có thể bị thay thế bởi những cái phụ kiện rẻ tiền hơn. Là cô chú anh chị nhớ mua hàng chính hãng nha. Cái phụ kiện rẻ tiền hơn thì ngay chỗ này, nhựa này nó rất là sần sùi, nó không có được đẹp như vậy đâu. Và cộng dây điện nữa có thể mảnh hơn. Và cái phụ kiện này á, mặc dù hãng không có bảo hành phụ kiện nhưng mà nó rất là bền ha cô chú ha.
Đó là khi mua mình chú ý nha, ngoài máy mình có thể kiểm tra phụ kiện nữa. Rồi, Hoàng Sơn cảm ơn cô chú đã theo dõi. Có gì thắc mắc thì cứ gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha, hoặc là vào sức khỏe 60 giây để tìm hiểu thêm. Tạm biệt và hẹn gặp lại.